<laughs> vâng để bắt đầu chương trình thì tôi xin trình bày cái bài báo cáo của tôi liên quan tới cái chủ đề mà như um, uh, lời giới thiệu đấy là bài về cái điều trị ung thư gan nói về cái xu thế kết hợp giữa cái việc điều trị tại chỗ và toàn thân cái hiện hiện tại và trong tương lai thì như thế nào thì uh, bắt đầu, đầu tiên chúng ta nhìn thấy là gì cái uh, cái chiến lược chúng ta nhìn chung cái chiến lược của điều trị ung thư gan uh, như trên hình ảnh chúng ta nhìn thấy đó là uh, chúng tân đối với ung thư gan nguyên phát thì thường sẽ chia thành cái giai đoạn khác nhau ở cái giai đoạn sớm như là giai đoạn không hoặc giai đoạn a giai đoạn sớm thì cái cơ hội điều trị triệt căn rất là lớn thì vậy thì cái vai trò chính là chúng ta đã biết rồi là vai trò phụ thuộc dựa vào phẫu thuật như mổ hoặc là ghép gan rồi là pháo hủy u gan tại chỗ như đốt sóng cao tần rồi là vi sóng hoặc là mình có thể một số trường hợp ngày gần đây thì mình có thể can thiệp nội mạch bằng siêu chọn lọc gọi là cure tip taste trong trường hợp mà giai đoạn khi không còn khả năng điều trị triệt căn nữa thì mà chưa có có Uh, xâm lấn tính mạch cửa hoặc di căn xa thì nó gọi là giai đoạn B giai đoạn uh, trung gian thì thường cái chỉ định chính là lúc mảy gan uh, điều trị uh, gọi là palliative treatment thì lúc mảy gan ở trong giai đoạn uh, toàn thân như là có huyết khối tính mạch cửa hoặc có có di căn xa thì như chúng ta nhìn thấy thì hiện tại thì với cái kinh nghiệm với cái kiến thức hiện tại là chúng ta điều trị bằng các thuốc TKI như là uh, sorafenib rồi là, là lenvatinib vân vân hoặc là một số các cái thuốc miễn dịch để điều trị đấy là cái gai lai chuẩn cho tới hiện tại còn giai đoạn cuối khi mà mà chức năng gan tồi thì à, tùy thuộc vào vào tình trạng u gan thì có thể là hoặc là chỉ điều trị giảm nhẹ thôi hoặc là à, tìm cơ hội để ghép được gan cho bệnh nhân thì đây là cái chiến lược điều trị chung mà có lẽ là tất cả những bác sĩ điều trị ung thư gan thì cũng đều nắm được đây là cái nguyên tắc à, à, nguyên tắc à, phổ biến và nguyên tắc chung. Trong cái bài ngày hôm nay thì tôi muốn nói là đi sâu vào vấn đề là cái xu hướng xu hướng mới nghĩa là xu hướng kết hợp giữa toàn thân và tại chỗ. Thế thì vậy thì cái chủ đề đó thì sẽ chúng ta sẽ hiểu rằng nó nằm chủ yếu là trong cái giai đoạn là giai đoạn B và giai đoạn C là cái giai đoạn mà hiện tại là đang có một cái sự rất nhiều cái nghiên cứu đổ vào để tìm ra các phương án tối ưu cho giai đoạn này bởi vì giai đoạn này dù sao cho nữa thì tiên lượng cũng rất là tồi. Bệnh nhân ung thư giai đoạn sớm nếu phát hiện được sớm thì điều trị tiên lượng sống thêm rất là là, là lâu thường sống có thể từ 5 năm hoặc 10 năm hoặc hơn. Tuy nhiên trong giai đoạn giai đoạn trung gian hoặc giai đoạn muộn thì tiến lượng rất là tồi à, 6 tháng tới 1 năm. Do đó thì có hiện cho tới hiện tại thì có rất nhiều các nghiên cứu đổ vào để tìm cái hướng làm sao để cho tìm phương án tối ưu cho bệnh nhân. Thì à, đây là cái chủ đề chính mà mà trong bài trình bày của tôi thì đầu tiên là cái giai đoạn trung gian thì chúng ta đã biết rồi, giai đoạn trung gian là giai đoạn B thì à, cái can thiệp nội mạch thì vẫn là một cái tiêu chuẩn là một cái phương pháp tiêu chuẩn được lựa chọn thì chúng ta tất, tất cả các bác sĩ điều trị ung thư gan chúng ta đều nắm điều đó tuy nhiên là cái điều gì khác trong cái cái thông tin mà tôi thông điệp mà tôi truyền tải thì chúng ta đã biết là gì giai đoạn trung gian cho tới gần đây thì người ta thấy rằng là nó nó người ta nhận thấy rằng là nó là một cái nhóm mà rất là đa dạng từ cái kích thước khối u gan rất nhỏ số lượng rất là hạn chế cho tới khi khối u gan rất là lớn hoặc sinh rất nhiều u như trên hình trên trên sơ đồ chúng ta nhìn thấy thì đều là giai đoạn trung gian nếu mà nó chưa có huyết khối tĩnh mạch cửa hoặc chưa có hoặc chưa có di căn ngoài gan à, tuy nhiên trên thực tế là chúng ta điều trị thì tùy thuộc vào cái giai đoạn khác nhau thì cái hiệu quả khác nhau chẳng hạn khi mà tổn thương u gan kích thước số lượng hạn chế kích thước hạn chế thì chúng ta điều trị rất hiệu quả chẳng hạn như ví dụ, ví dụ như trên hình trên sơ đồ chúng ta nhìn thấy với cái nhóm mà cái khối u gan mà trong nhóm màu xanh màu xanh nghĩa là cứ hoàn toàn điều trị hiệu quả thì chúng ta có thể là nút mạch triệt căn cũng được tuy nhiên trong cái nhóm mà trong cái ô màu màu hồng hoặc màu vàng thì chúng thấy là gì đây người ta gọi là cái nhóm gọi là hai tumor burden thì thường can thiệp rất là khó khăn nút mạch thường sẽ nó không hiệu quả và nó sẽ thường nó bùng lại bùng lên trong quá trình mình làm can thiệp đây là một cái ví dụ của chúng tôi chúng ta được nhìn thấy là gì trong những trường hợp u gan mà kích thước nhỏ hạn chế thì uh, uh, chúng ta có thể hoàn toàn can thiệp nội mạch rất là hiệu quả. Đây là một cái trường hợp mà làm tại bệnh viện chúng tôi u gan nhỏ ở uh, hạ thì 6 thì bệnh nhân này không có chỉ định mổ và chúng tôi tiến hành nút mạch. Sau khi chúng tôi đánh giá bằng chụp các lưu tính động mạch và tĩnh mạch cửa, đánh giá được cái nguồn nuôi uh, động mạch một cách chính xác, sau đó thì chúng tôi đã tiến hành luồn luồn siêu chọn lọc vào và nút mạch triệt căn và chúng ta nhìn thấy là gì? Cái tổn thương đánh giá sau khi điều trị ba uh, 3 tháng chúng ta thấy là cái khối u đã ứng hoàn toàn đạt được diện triệt căn thì đây là một cái rất là Uh, thể hiện được cái, cái hiệu quả rất cao khi mà khối u gan ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng chúng ta thấy rằng là gì không dễ dàng đạt được những cái hiệu quả như vậy. nên một cái trường hợp mà cũng là một cái thất, thất bại khi chúng tôi làm can thiệp một bệnh nhân u gan ở giai đoạn trung gian, chúng tôi đã cố gắng nút siêu mạch nút mạch siêu chọn lọc u gan hpv tám Trong quá trình nút mạch sau thì trong quá trình theo dõi thì tổn thương u gan nó nó phát triển lên nó tái phát và nó nó xâm lấn vào cái uh, dưới hoành bên phải và chúng tôi đã cố gắng kiểm soát nó, kiểm soát nó và cuối cùng thì là thất bại bởi vì là tổn thương nó bùng lên một cái dữ dội. thì đấy là trên thực tế lâm sàng chúng ta đã gặp những trường hợp như vậy. mặc dù là u gan ở giai đoạn trung gian là hoàn toàn có đúng chỉ định trong nút mạch gan nhưng đôi khi chúng ta nút mạch gan cũng không đạt được hiệu quả tối đa. một cái trường hợp khác một u gan kích thước lớn chưa có huyết khối tích mạch cửa và chúng tôi cũng đã tiến hành nút mạch. À, tuy nhiên là trong quá trình nút mạch kiểm soát tối đa nhưng mà chúng ta nhìn thấy lộ trình bệnh nhân nó vẫn sau quá trình nút mạch xong thì tổn thương vẫn tiếp tục tái phát, tái phát và chúng tôi tiếp tục nút mạch và từ khi bắt đầu nút mạch cho tới khi mà bệnh nhân tái phát bùng phát thì hơn một năm chúng ta thấy là gì là chúng tôi đã ghi nhận rằng trường hợp này trường hợp thất bại khi khi chúng ta tiến hành nút mạch gan thì gần đây thì nhiều các cái nghiên cứu và các cái các paper họ đã chỉ ra được là họ đã nhìn được nhận được cách rõ ràng cái cơ chế của thất bại khi nút mạch gan mặc dù bệnh nhân còn chỉ định nút mạch gan. Đó là những trường hợp như sau, những trường hợp khi mình nút mạch gan thì người ta thấy rằng là gì? Nó có thể là gây ra biến đổi tế bào ung thư gan còn sót lại và những cái stress của việc thiếu oxy và do mình sử dụng nút mạch gan và hóa chất thì nó gây ra tế bào ung thư còn sót lại nó biến đổi có thể thành trở thành một cái dạng sarcoma hoặc là biến đổi thành ung thư gan đường mật. Thì đây là một cái thể mà rất là 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 ác rất là độ ác tính rất là cao và hầu như kháng lại tất cả mọi can thiệp. Ngoài ra thì trong quá trình làm can thiệp mạch thì các tế bào ung thư gan còn sót lại có thể sẽ gây làm tăng tiết cái yếu tố VGF làm cho tân tạo kêu gọi tái tạo mạch máu mới vào và đấy là một cái khó khăn trong can thiệp mạch rồi việc chúng khi chúng ta tiến hành nút mạch động mạch u gan thì một động mạch u gan thường thường sẽ bị teo và, và tắc đi và tế bào ung thư gan nó còn sót lại thì nó sẽ kêu gọi cái tế bào kêu gọi cái nguồn mạch máu thường cấp máu từ tĩnh mạch cửa và đây là một cái, cái 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 nguồn cấp máu mà chúng ta sẽ không thể can thiệp nội mạch vào can thiệp được mạch máu ở vùng tĩnh mạch cửa đấy là một, cũng cũng một cái lý do mà chúng ta thường chúng ta sẽ thất bại khi nút mạch gan và trong quá trình đánh giá chúng ta thấy rằng cái tế, khối u gan vẫn còn tăng sinh mạch và cái chỉ số ung thư còn cao mà chúng ta tiếp tục chúng ta tiếp tục lặp lại cái việc hút mạch đó thì sẽ làm cho cái việc lặp lại cái vòng xoắn và gây ra suy gan một cách nhanh chóng hơn và bệnh nhân thường sẽ thất bại và sẽ 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 thất bại với việc điều trị ung thư gan một cách sớm hơn. Ờ, hiện tại chúng ta hiện tại chúng ta đã đang ở đâu trong cái việc điều trị ung thư nói chung và ung thư gan nói riêng thì rõ ràng chúng ta nhìn nhận rằng là chúng ta đang ở một kỷ nguyên của của các thuốc toàn thân và toàn thân gồm thuốc đích và các thuốc miễn dịch. Cụ thể như là trước kia về điều trị ung thư gan giai đoạn tiến triển chúng ta chỉ có một sorafenib cho tới hiện tại chúng ta có rất nhiều các loại thuốc TKI và các thuốc miễn dịch như các thuốc như là lenvatinib rồi một số thuốc uh, các cái thuốc khác chẳng hạn như miễn dịch chẳng hạn như bây giờ thì là cái các cái thuốc như là atezolizumab của với bevacizumab là những cái thuốc đầu tay cho cho việc chỉ định điều trị ung thư gan là giai đoạn tiến triển. Thì rõ ràng vậy thì cái mối quan hệ giữa cái việc can thiệp tại chỗ và toàn thân nó là như thế nào? Uh, trong cái bối cảnh hiện tại thì chúng ta thấy là gì? Đây là một số cái hình ảnh, một số cái ca lâm sàng chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái hiệu quả của cái, cái 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 power của cái thuốc toàn thân. Thế đây là một cái bệnh nhân ung thư gan uh, kích thước rất là lớn, xâm lấn vào vào uh, xâm lấn vào vào uh, dưới hoành bên phải và bệnh nhân này hầu như không còn chỉ định về can thiệp nữa và bệnh nhân này được chỉ định dùng uh, atezolizumab cộng với bevacizumab thì chúng ta nhìn thấy là gì cái hình ảnh phía trên là cái tổn thương u gan ban đầu và bệnh nhân này sau điều trị với hai liệu trình của atezo cộng với beva thôi thì cái hình ảnh dưới là cái hình đánh giá sau khi điều trị chúng ta thấy là đáp ứng một cách ngoạn mục cái tổn thương chúng ta nhìn thấy là gì khối u gan nó nhỏ lại và cái mạch máu khối u so với phía trên ấy, thì nó giảm đi rất là nhiều giảm đi rất nhiều thì chúng ta thấy là gì đây là cái 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 cái, cái, cái hiệu quả và cái power của cái việc sử dụng cái miễn bộ đôi miễn dịch này rất là là kinh khủng để điều trị bệnh ung thư gan như thế và một cái một cái ví dụ khác tôi muốn chia sẻ với quý vị đây là một cái trường hợp ung thư gan và chúng ta nhìn thấy là gì bệnh nhân này dùng lenvatinib một cái TKI thì sau đó thì bệnh nhân này được tiến hành chụp mạch máu động mạch gan và chụp các lớp vi tính chúng ta nhìn thấy là gì nghĩa là cái tổn thương ung thư gan thông thường thì là, là rất giàu mạch máu tuy nhiên những trường hợp này thì cái mạch máu bên trong khối u nó đã bị giảm gần hết nó chỉ còn phía rìa bên ngoài là còn tăng sinh mạch thôi thì vậy thì chúng ta nhìn thấy là gì cái vai trò của thuốc TKI như lenvatinib nó làm nó kiểm soát cái sự tăng trưởng của mạch máu của trong khối u rất là lớn thì chúng ta thấy rằng là gì vậy thì cái cái vai trò của thuốc toàn thân cho tới hiện tại nó đã thay đổi một cách rất là là đáng kể trong cái việc cái concept về điều trị ung thư nói chung và ung thư gan nói riêng Ờ, với chính vì thế trong những trường hợp ung thư gan mà mặc dù giai đoạn trung gian giai đoạn B mà khi kích thước khối u lớn gọi là hai tumor burden ấy, thì uh, người ta đặt câu hỏi là gì vậy có nên tiếp tục nút bài gan theo chỉ định thông thường hay là nên sử dụng các thuốc toàn thân khác như giống như để đạt được cái hiệu quả giống như hai k chúng tôi vừa trình bày thì đây là một cái nghiên cứu một cái nghiên cứu nhỏ của tác giả Kudo một tác giả rất nổi tiếng của Nhật Bản về cái proof of concept thì họ ông ấy tiến hành nghiên cứu so sánh với cái nhóm là dùng một cái nhóm mà hai tumor burden dùng uh, điều trị u gan bằng nút mạch gan và cái nhóm sử dụng lenvatinib thì chúng ta thấy rằng là gì trong kết quả của ông chứng tỏ được rằng là cái dùng thuốc lenvatinib nó nó mạnh hơn nó có hiệu quả hơn so với dùng với với nút mạch gan thông thường thì đấy là một cái bằng chứng cho thấy rằng là gì vậy thì cho tới hiện tại thì cái thuốc toàn thân nó có vẻ ưu thế trong việc kiểm soát khối u hơn so với trong một số trường hợp đặc biệt Chính vì thế nên là bản thân ông Kudo ông đã đưa ra một cái triết lý, ông đã đưa ra một cái chiến thuật điều trị là gì. Vậy với những ung thư gan mà giai đoạn kích thước lớn, người là hai chiếc burden trước kia chúng ta là gì? Chúng ta cái concept thông thường là chúng ta sẽ nút mảnh gan, nút mảnh gan và cho tới khi mà thất bại thì người ta thấy rằng là gì? Vậy thì cái cái tỷ lệ thất bại rất là cao bởi vì sao? Bởi vì là cái tỷ lệ tái phát cao và tỷ lệ di căn rất là cao trong khi đó nếu mà trong trường hợp mà chúng ta sẽ khởi đầu bằng việc là chúng ta sẽ điều trị ung thư gan hai mơ m burden đó bằng việc sử dụng các thuốc TGI hưu toàn thân để kiểm soát đó, sau đó thì xen kẽ chúng ta sẽ kết hợp với nút mạch gan gọi là là on demand thì cái việc hiệu hiệu quả sẽ có thể cao hơn. Và trên thực dựa trên cái lý thuyết đó thì trên thực tế cũng đã có một số các nghiên cứu đã chứng tỏ được rằng là cái việc giữa kết hợp xu hướng kết hợp giữa tại chỗ và toàn thân nó đã thể hiện được cái ưu thế trong một loạt các nghiên cứu có thất bại có thành công thì gần đây chúng ta đã biết được những cái nghiên cứu mà thể hiện được cái thành công của việc kết hợp giữa thuốc toàn thân với tại chỗ như là cái nghiên cứu của Tactic về nghiên cứu sự kết hợp giữa giữa Sorafenib kết hợp với Tây thì thể hiện ưu thế hơn sử dụng với với lúc mạch gan thông thường với Tây thông thường đấy là một cái cái nghiên cứu mà đã chứng tỏ được rằng là cái lý thuyết và cái xu thế việc kết hợp giữa toàn thân và tại chỗ của ưu thế hơn. Tiếp theo là một cái nghiên cứu nữa là tactic L là kết hợp giữa Lenvatinib và à, và tay so sánh với Tây thông thường trong những trường hợp ung thư gan ở giai đoạn à, ung thư gan và giai đoạn à, kích thước lớn gọi là hai chemo burden. Chính vì thế nên là cho tới hiện tại thì xu hướng hiện tại thì có vẻ xu hướng là sẽ trong những trường hợp mà ung thư gan mà dần à, khi mà kích thước còn còn hạn chế thì người ta sẽ cố gắng can thiệp can thiệp tối đa bằng các cái, cái, cái liệu pháp tại chỗ như là nút mảy gan hoặc là đốt hoặc mổ trong những trường hợp mà khi mà u mà hai tumor burden mặc dù là ở trong giai đoạn trung gian như concept cũ là chúng ta chỉ nút mảy cơ thôi thì cho tới hiện tại thì có vẻ họ sẽ thường sẽ kết hợp xu hướng là kết hợp giữa toàn thân với tại chỗ như trong trường hợp này chúng ta nhìn thấy sơ đồ nếu trong trường hợp mà chúng ta À, nếu mà chúng ta kết hợp bằng à, đầu tiên với chữ O2 Burden chúng ta sẽ kết hợp dùng Lenvatinib trước sau đó thì sen kẽ chúng ta sẽ kết hợp với nút mạch gan kèm theo nó gọi on demand để làm sao kiểm soát tăng cái việc kiểm soát khối u tại chỗ và kiểm soát các yếu tố gây ra gây ra thất bại của cái việc nút mạch gan thì đây là một cái lý thuyết mà có thể phù hợp ngoài ra thì cũng một nghiên cứu khác cũng của tác giả Nhật Bản à, năm 2021 người ta cũng nghiên cứu so sánh rằng là gì nếu dùng à, kết hợp giữa lenvatinib với với can thiệp nội mạch so sánh với bệnh nhân dùng lenvatinib thông thường thì thế nào thì người ta thấy rằng là gì nếu mình kết hợp lenvatinib với can thiệp nội mạch thì cái thời gian sống thêm của bệnh nhân kéo dài hơn so với bệnh nhân nếu dùng lenvatinib thông thường thì đấy là một cái điều thú vị cho chúng ta thấy rằng gì có vẻ xu hướng hiện tại thì sẽ có xu hướng là trong những trường hợp ung thư gan mà khi mà kích thước lớn thì sẽ có vẻ kết hợp hiệu quả giữa toàn thân và tại chỗ sẽ có vẻ mang lại hiệu quả cao hơn so với điều trị đơn thuần tại chỗ thì để kết hợp kết luận cho cái phần chủ đề đầu tiên liên quan tới việc có xu hướng điều trị toàn thân hay từ chỗ của giai đoạn trung gian thì chúng tôi thấy rằng là cho tới hiện tại thì việc can thiệp nội mạch gồm có can thiệp nội mạch gồm có nút mạch gan và thêm một tôi nghĩ rằng thêm một khái niệm nữa là AT nghĩa AT nghĩa là arterial therapy nghĩa là mình có thể kết hợp vừa nút mạch gan hoặc là mình kèm kèm kết hợp với truyền hóa chất động mạch gan thì vẫn là chủ đạo tuy nhiên trên thực tế lâm sàng chúng ta cũng cần phải phát hiện rất sớm cái giai đoạn mà bệnh nhân không đáp ứng với tây để chuyển sang cân nhắc điều trị sang sang điều trị toàn thân hoặc là vừa kết hợp tại chỗ với với kết hợp toàn thân thì đấy là cái xu hướng mà cho tới hiện tại và trong nghĩ trong tương lai sẽ là như vậy. Vấn đề tiếp theo là vấn đề điều trị ung thư gan ở, ở giai đoạn ở giai đoạn giai đoạn, giai đoạn C, giai đoạn tiến triển thì cái xu hướng kết hợp tại chỗ và toàn thân như thế nào? Thì như concept thông thường thì với giai đoạn C thì chúng ta biết là là cái điều trị uh, toàn thân là cái phương án chủ đạo hiện tại thì gồm có thuốc uh, miễn dịch như là Beva hoặc là một số thuốc TKI như lenvatinib hoặc sorafenib vân vân. Tuy nhiên cho tới hiện tại có rất nhiều các nghiên cứu đổ vào vào, vào nghiên cứu vào vào vấn đề ung thư sẽ tiến triển uh, xem xem là có phương án nào tốt hơn không việc kết hợp giữa các cái thuốc với nhau xem có phương án nào hiệu quả hơn không thì chúng ta thấy rằng là một cái điều quay trở lại vấn đề một chút là cái quan trọng nhất cái cho tới thời điểm hiện tại khi chúng ta có rất nhiều các loại thuốc toàn thân đang thể hiện tác dụng rất là tốt điều trị ung thư gan thì chúng ta thấy một cái điều quan một cái sự thay đổi cơ bản về điều trị ung thư gan là gì ờ, cho tới hiện tại thì chức năng gan đóng vai trò rất quan trọng trong lựa chọn phương pháp điều trị chúng ta cũng nhìn thấy một cái lai của APASO năm 2017 thì khi một bệnh gặp một nhiều bệnh nhân ung thư gan thì câu đầu tiên một, uh, câu, câu đầu tiên chúng ta đặt ra là gì bệnh nhân này có di căn ngoài gan hay chưa Tuy nhiên cho tới 2019 trong cái guideline của Nhật Bản thì câu đầu tiên khi gặp bệnh nhân ung thư gan thì người ta đặt câu hỏi là gì? Là chức năng gan bệnh nhân bệnh nhân như thế nào? Chúng ta thấy điều gì là cái chức năng gan cho tới hiện tại mới là điều rất là quan trọng trong việc lựa chọn các phương án điều trị bệnh nhân ung thư gan. Và một cái một cái kinh nghiệm lâm sàng của chúng tôi đấy là gì? Bệnh nhân ung thư gan dù giai đoạn tiến triển tại chỗ hay là có thể đi gan xa thì chức năng gan cái chức năng gan của bệnh nhân ung thư gan ấy thì cái quan trọng nhất là mình phải giữ được cái tĩnh mạch cửa. Bởi vì sao? Bởi vì gan được cấp máu chủ yếu bởi bởi tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch cửa cung cấp cái dinh dưỡng cho gan. Khi mà ung thư gan sẽ tiến triển dù tại chỗ hoặc là toàn thân thì thường cái tổn thương tại chỗ sẽ xâm lấn và xâm lấn tĩnh mạch cửa. Do đó thì sẽ gây tắc tĩnh mạch cửa và chức năng gan bệnh nhân sẽ tồi rất là nhanh chính vì thế nên một cái kinh nghiệm là khi kiểm soát tối đa cái tổn thương trong gan ấy thì có thể cải thiện được chức năng gan đây là một cái chiến lược điều trị cái concept điều trị giữa kết hợp giữa toàn thân và tại chỗ và chia, chia sẻ với mọi người đây một cái trường hợp mà bệnh nhân một cái đáp ứng một cái, cái tuyệt vời một bệnh nhân ung thư gan huyết khối tĩnh mạch cửa VP4 huyết khối toàn bộ hệ thống tĩnh mạch cửa lan xuống thân tĩnh mạch cửa và bệnh nhân này được đặt cổng truyền hóa chất động mạch gan và truyền chúng ta nhìn thấy là gì chỉ có hai đợt hóa chất thôi truyền hóa chất động mạch gan thì toàn bộ cái cái cái, cái hóa chất cái cái, cái huyết khối tĩnh mạch cửa đã biến tiêu biến hoàn toàn và khai thông lại toàn bộ cái dòng chảy tĩnh mạch cửa và về logic thì cái chức năng gan bệnh nhân này được bảo tồn thì đây là một cái cái hiệu quả của việc điều trị điều trị tại chỗ trong những ngay cả trong trường hợp ung thư gan giai đoạn tiến triển chính vì thế nên là hiện tại thì cũng rất nhiều nghiên cứu họ đổ vào nghiên cứu cái việc là ung thư giai đoạn tiến triển thì mặc dù biết rằng là điều trị toàn thân là cái chỉ định duy nhất tuy nhiên là kết hợp giữa toàn thân và tổ tại chỗ có thể tốt hơn không thì đây là một cái nghiên cứu mà nghiên cứu lon của trung quốc chúng ta nhìn thấy là gì người ta thấy rằng là người ta một trong bệnh nhân ung thư gan dạng tiến triển họ kết hợp giữa dùng lenvatinib với tây và so sánh với với lenvatinib đơn thuần thì cái kết quả đã chứng minh được rằng là nếu trong trường hợp kết hợp giữa lenvatinib với can thiệp nội mạch gan thì cái thời gian sống thêm là OS là 17,8 tháng trong khi đó cái nhóm điều trị đơn thuần là 11,5 tháng chúng ta đến rằng là là gì là có vẻ như là kết hợp tại chỗ với toàn thân vẫn có đem lại ưu thế cao hơn so với việc điều trị đơn thuần và cho tới mặc dù hiện tại thì cái cái xu hướng này vẫn chưa được được áp dụng một cách rộng rãi tuy nhiên trong một số các cái lai like của một số nước trên thế giới thì họ bắt đầu họ chấp nhận cái cái concept này và đưa vào cụ thể như trong cái lai like của Hàn Quốc uh, 2020 2023 chúng ta nhìn thấy là gì trong bệnh nhân ung thư gan giai đoạn tiến triển thì uh, mặc dù là uh, cái điều trị bằng thuốc toàn thân vẫn là cái cái lựa chọn đầu tiên tuy nhiên mình hoàn toàn có thể kết hợp là kết hợp vừa tại chỗ vừa toàn thân và tại chỗ chẳng hạn như họ sử dụng là toàn thân kết hợp với nút mạch gan hoặc toàn thân kết hợp với xạ xạ ngoài vân vân thì chúng ta thấy rằng là gì vậy thì có vẻ xu hướng là điều trị toàn thân kết hợp tại chỗ sẽ là một cái 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 được được chấp nhận vậy đi đến kết luận trong cái bài trình bày của tôi thì tôi muốn nói rằng là gì uh, ung thư gan thì mình chia thành nhiều giai đoạn khác nhau trong đó có giai đoạn sớm nghe tôi cho rằng giai đoạn đấy gọi là giai đoạn uh, có khả năng điều trị triệt căn thì chúng ta cần nên tối ưu điều trị uh, các triệt căn bằng các phương pháp như là phẫu thuật phá hủy u gan tại chỗ hoặc là can thiệp nội mạch uh, với cái phương pháp là siêu siêu chọn lọc gọi là qtip taste còn trong giai đoạn trung gian ấy, thì uh, cho tới hiện tại thì can thiệp nội mạch vẫn là chủ đạo nhưng trên thực hành lâm sàng chúng ta cũng cần phải phát hiện sớm những trường hợp mà kháng tây hoặc không phù hợp với taste để chúng ta có thể điều trị chúng ta có thể chuyển sang điều trị toàn thân sớm hoặc kết hợp giữa toàn thân và tại chỗ. Còn trong giai đoạn tiến triển thì điều trị toàn thân thì vẫn là lựa chọn tiêu chuẩn. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là xu hướng kết hợp can thiệp giữa tại chỗ với toàn thân để tăng hiệu quả hơn thì dần dần được, được chấp nhận. Và xin cảm ơn.